Xe đạp F3 bọn em xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em giới thiệu cho các bác một mẫu xe California 260cc. Thì cái mẫu California này bên em về khá là lâu rồi, nhưng mà đúng là bên em đợt này không làm video, dẫn đến nó không giới thiệu chi tiết được cho các bác. Thì mẫu California này 260cc này nó khá phù hợp cho các bác mới tìm hiểu về xe, cũng như là để mà chuyển sang dần các dòng xe đạp tập thể thao và tập thể dục thể thao đấy. Và giá tiền nó cơ bản, con này em đang bán là 4 triệu các bác nhé. 4 triệu 260cc California. Thì cái chiếc này tại sao nó lại bán chạy? Thứ nhất, tại vì bọn em kinh doanh xe lâu rồi ấy, thì thường với những sản phẩm nó chạy bộ chuyển động sim lô bên em mới nhập về kinh doanh, chứ không nhập các cái bộ sim lô nhái, sim méng đâu. Đấy, thì thành ra là chiếc California 260cc này với giá 4 triệu thì nó có cái gì? Thứ nhất, ở phần trên bộ chuyển động thì những cái này là những chi tiết hay hỏng nhất trên xe. Thì con này nó sử dụng bộ chuyển động chính hãng của Simlo EF41 rồi, 3x7. Đây, líp sau của nó là 7 tầng, cũng như là đề trước của nó là 3 tầng. Đấy, thì đây là đôi tay bấm của nó. Tay lái và pô tăng thì nó sử dụng tay lái pô tăng nhôm rồi. Tiếp đến phần dưới để mà nhìn về lước sơn. Lước sơn con này em đánh giá năm nay nó sơn khá là đẹp. Dạng sơn, em cũng không biết đây gọi đây là sơn gì, nhưng nó có nhiều cái ánh, nó pha có pha ánh nhũ ở trong này. Lước sơn khá là đẹp, dây chạy âm sườn các bác nhé. Khung thì sử dụng khung nhôm rồi, khung thì khung nhôm rồi. California 260cc, dây âm sườn khung nhôm và tay bấm của nó là Simolo. Con này có một cái trang bị cũng ok, nó là đùi đĩa nhôm của ProHeal. Củ đề trước Simolo Toley TZ, củ đề sau cũng là Simolo Toley các bác nhé. Sử dụng líp 7 tầng, líp gen vặn 7 tầng. Đấy, thì với những trang bị như thế này thì nó đang được bán với giá là 4 triệu các bác nhé. Cọc yên nhôm này, pedal này và yên xe đây. Con này cái trang bị, cái giảm sóc của nó thì nó được làm sơn đen. Nó làm sơn đen, cái giảm sóc này với giá 4 triệu thì nó vẫn sử dụng cái vai này bằng vai thép thôi. Đấy, và nó được trang bị thêm cái khóa, khóa giảm sóc. Đấy, thì với giá 4 triệu để các bác tìm trên thị trường một con xe như thế này nó cũng khá là khó. Và hiện tại thì con California này nó năm nay nó về được 45 màu và màu nó khá là mới và đẹp. Thì với giá 4 triệu thì theo em nghĩ để các bác mới chơi xe hoặc mới tìm hiểu về dòng xe địa hình thì lên trang bị một con khung nhôm như này hoặc là bộ chuyển động Simlo. Đương nhiên nó chỉ Simlo 3x7 thôi, nhưng những bộ chuyển động Simlo này nó rất là bền và ok, các bác không phải sửa chữa nhiều. Còn với giá 4 triệu thì những cái mayơ cũng như là vành thì nó chưa thể lên được mayơ nhôm được. Con này vẫn mayơ thép cũng như là chạy vòng bicon. Thì đây là những cái điểm yếu của xe, tại vì 4 triệu thì mình không thể thể yêu cầu cao hơn được. Đấy, với các cái mayơ như thế này. Trục giữa xe thì cũng sử dụng trục giữa bạc đạn rồi. Mayơ sau cũng vậy, nó sử dụng là mayơ thép. Sử dụng hai phanh đĩa hai bên các bác nhé. Phanh đĩa này thì vẫn là phanh đĩa cơ, nó kéo cơ cấu bằng dây. Đấy, phanh đĩa cơ các bác nhé. Con này hiện tại bên em đang bán với giá là 4 triệu và mẫu này bên em bán khá là chạy. Tại vì nó khá phù hợp với tầm tiền 4 triệu cho các bác mới sử dụng xe, không cần quan tâm quá nhiều về cấu hình xe, cấu hình rồi là nghiên cứu về đồ Simolo như thế nào. Tại vì Simolo này nếu mà càng nhiều tầng líp thì nó càng đắt các bác nhé. Dòng này nó là 7 tầng líp, là dòng phổ thông nhất và nó sử dụng Simolo chính hãng. Thì các cái bộ đấy nó rất là bền, ok. Và giá thành thì là hợp lý cho những người mới sử dụng xe đạp thể thao để đi tập thể dục. Con em có 5 màu các bác nhé. Em giới thiệu con này đến đây là hết rồi. Em xin chào các bác.